Hi everyone. Today I'm going to harvest the water grass and show you how to plant them in the box. Đây cái rau này. Chờ chút. Rất là tốt bây giờ gắt nha, này nó mốt nó ra trồi dữ lắm mọi người. Đây, thấy nó tùm vậy chứ thực ra là nó là như gì. Bạn hãy nhìn đây. Đó. Chỉ cần một cái thùng xốp vậy thôi, để chậu. Như rau gà luôn. Thì đã tóc bạc rồi. Trong cái máy thì mình chỉ tưới nước từng một lần thôi. Từng lần nó tăng luôn. Phân cũng tưới từng lần. Khi mình tưới nước đó mình pha chung phân luôn. Đây nữa là cái này là bữa hổm mình quay nó chưa tốt nè. Cái này là nó quá tốt luôn. Cái này nóng mà tốt quá tốt. Gấu rồi nè. Đang khui hàng cho các bạn coi luôn. Thực ra là nó là như vậy đó. Còn nó là nó cứ hút nước lên. Một hồi mình sẽ tưới nước thêm thì nó hơi cạn nữa. Đây. Mình như đây nữa, chồi nó đâm ra cho mình coi. Cái thùng kia mình sẽ để một ít đất ở dưới đây, khoảng 1/4 cái thùng rồi. Xong cái mình trồng rau này vô, rồi sau đó mình tưới nước cao hơn cái thùng, cao hơn một đất cho khoảng 10 cm. Nữa sẽ bắt son trồng theo trong cái miếng lông chảy đất rồi căng 4 góc. Nhà thả son khủng khiếp. Trong các loại rau không có rau nào mà dễ trồng bằng xá son chứ. Cảm ơn.